Xin chào mọi người, mình tên là Ho Van Lai. Năm nay mình là 27 tuổi. Mình đến tại khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Hôm nay mình rất là vui khi được dự án đến hỗ trợ một cái máy tính laptop. Mình nghĩ nó sẽ giúp mình làm được nhiều việc, giải trí và thư giãn nhiều trong cuộc sống. Có máy tính laptop này thì tôi sẽ lên mạng, tôi sẽ đọc các tài liệu về liên quan đến phòng tránh bom mìn và cũng như các kỹ năng giao tiếp và được các em học sinh. Tôi rất là vui khi nhận được món quà từ ông ấy và tôi sẽ cố gắng sử dụng máy tính đó thật tốt và tôi rất là cảm ơn ông ấy.